Vâng, các bác đến từ thành phố Bắc Giang. Bác đặt mua bên em chiếc đẩy loa đàn kịch vang DH và mic không dây bay ơi. 6789 3G và loa P3 Milano. Còn bên ngoài này bác lấy một lúc hai bộ các bác. Vâng. Một đoàn khách thì các bác mua lúc hai bộ sản phẩm. P3HF121. Đấy. Sáng ngày hôm nay em nhận của các bác là ba đôi. Về Hưng Yên các bác nhận hai đôi và Lâm Định một đôi. Và bây giờ là các bác ở đến Bắc Giang, bác lấy một bộ này nữa, một trắng tinh khôi rất là đẹp. Và anh em này đang set up thêm bộ nữa. Các bác một đoàn khách nhưng mà các bác mua lúc hai bộ sản phẩm bên Ngọc Quang Bắc Giang. Vâng. Bộ của bác này thì là Milano. Khoảng cách 2 mét thì là 30. Vâng, các bác đến với Ngọc Quang ủng hộ rất là nhiều. Lúc là hai bộ sản phẩm cho các bác. Bộ này là sau em gửi ô tô à? Đúng không? Vâng, sau gửi ô tô. Còn cái 1 chỉ chờ được một bộ thôi. 2 4 5 6 vâng. Các bác chỉ chờ được một bộ về trước. 7, còn một bộ 8, này là 9. Sau chiều là em lại gửi ô tô cho các bác đến thành phố Bắc Giang. Và Quang xin trân trọng cảm ơn các bác đến từ các tỉnh thành. Và vừa nãy mình đã cắt lấy được số lượng những sản phẩm loa BMB 9, và BMB 450C. Và anh em chiều nay sẽ bóc hàng tiếp để kiểm tra và chuyển đi cho anh em trên mọi miền, đặc biệt là anh em đại lý. Đấy, đủ các cỡ tiền cho các bác. Trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại.